Hello mọi người, mình là Su Bell đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trước màn ảnh của các bạn đang thấy đó chính là mình đã giành được thứ hạng nhất ở trong cái event đua với thời gian. Do Kingdom của mình đã vô trong map KVK3 rồi, cho nên phần quà của cái event này á, nó thay vì là tượng cam thì bây giờ nó sẽ là gương vật liệu cam. Rương vật liệu cam nó sẽ ngon hơn là tượng cam, mặc dù là cá nhân mình thích tượng cam hơn là vật liệu cam. Đây mình cũng cho các bạn coi luôn số điểm của mình. Điểm của mình đó là 250k. Người đứng hạng nhì đó là 236k điểm. Người đứng hạng nhì này cũng là một trong số những thành viên ở trong cái team đánh chung với mình luôn. Về mẻo chơi event này như thế nào để luôn đạt được top cao nhất có thể á, thì trước đây mình đã có làm khoảng 2-3 video clip rồi. Các bạn có thể vào trong kênh của mình, search cái keyword là đua với thời gian thì nó sẽ ra thôi. Một số bạn nói là khi mình chơi ở những cái kingdom cũ, mình là những người chơi lâu rồi á, khi mình bay sang một số kingdom mới hơn để chơi KVK2, KVK3 thì mình không hành được gà. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại mình thấy mình vẫn hành được gà bình thường nha. Trước đây mình ở kingdom chết, mình chơi cái event đua với thời gian này chưa bao giờ đạt được hạng nhất. Mình chơi cái game này hơn 800 ngày rồi. Mẹo và phương pháp mình biết, nhưng mà mình không lên được hạng nhất. Sau khi mình bay Kingdom sang một cái Kingdom mới hơn để chơi KVK3 thì bây giờ event đua với thời gian đầu tiên mà mình chơi ở trong cái Kingdom này luôn thì mình lại giành được hạng nhất. Về đánh nhau có hành được gà hay không thì mình chưa biết. Kingdom này mới bắt đầu KVK3 thôi, chưa có đánh nhau gì hết. Ít bữa nữa khi đánh nhau mình sẽ cảm nhận thử xem là có hành được gà hay không nha. Kingdom cũ mình chơi đó là Kingdom chết nha, còn cái Kingdom này là Kingdom Seed D. Nhưng mà ở Kingdom cũ mình đua event chưa bao giờ đạt được hạng nhất. Còn ở trong Kingdom mới này thì mình đạt được hạng nhất. Chưa gì là mình đã thấy có một chút xíu sự khác biệt ở đây rồi đó. Chí ít là ở một số event mình cảm thấy đua dễ hơn là so với đại Kingdom cũ. Một số người phản ánh là không hành được gà ở những Kingdom KVK2, KVK3. Mình nghĩ có thể là do họ bay sang những cái Kingdom top, những Kingdom Seed A, Kingdom nấm, vì vậy mới không hành được gà thôi. Còn như mình lựa chọn những cái Kingdom thấp thôi, những Kingdom Seed C hoặc là Seed D hoặc là những Kingdom gần như là chết. Vậy thì mình vẫn hành được gà bình thường. Video clip này mình quay lại mục đích chính là để làm kỷ niệm lần đầu tiên mình giành được hạng nhất ở trong event đua với thời gian. Trong quá trình đánh mình có quay lại một video clip ngắn, mình sẽ chiếu cho các bạn xem luôn và các bạn để ý thao tác tay của mình như thế nào, mình lựa chọn những con tướng như thế nào và năm đạo quân của mình đều ưu tiên chọn kỵ binh hết. Trong quá trình đánh các bạn cũng để ý mình nhận được những cái boost, lượm những cái cục đá tăng tấn công, tăng tốc độ di chuyển, rồi đổi skin nhà, đợi R4, R5 boost kỹ năng liên minh. Thậm chí trong quá trình đánh, do tốc độ chạy của mình tương đối là nhanh, nên mình còn đứng lại để chờ đợi những người team của mình đến cùng lúc để cùng đánh vào con mang rợ. Chứ mình không có đánh liên tù tì, không đợi những người ở trong team nha. Ok, bây giờ mời các bạn xem video clip. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak, no mercy. All I got is working. Never stop searching. Never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic. With this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy. So neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas. Never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic. Got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we could fight this. Freedom is priceless. Like a virus, living in a crisis. Do you feel courageous? Do you
secret.